Nó cho chúng ta biết rằng cái ngày tái lâm của Chúa Giêsu sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm. Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 2. Khi chúng ta ít mong đợi nhất thì Chúa sẽ tái lâm. Thành ra hãy để mắt tới những dấu hiệu của thời đại và sẵn sàng gặp mặt Chúa bất cứ lúc nào. Đã bao giờ anh chị em tự nhủ với chính mình là có thể hôm nay là Chúa Giêsu tái lâm không? Có thể đối với hầu hết anh chị em thì chưa bao giờ anh chị em nghĩ về sự trở lại của Chúa. Cũng có thể đối với một số người trong anh chị em thì đã lâu rồi mình không còn nghĩ đến sự tái lâm của Chúa. Lý do là vì anh chị em không còn chắc rằng Chúa sẽ trở lại. Mà vì không chắc chuyện đó nên anh chị em chưa chuẩn bị gì cả. Vì không chắc cho nên anh chị em đang trong cái tình trạng không sẵn sàng. Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của anh chị em trên đất thì anh chị em sẽ làm gì cho cái người thân yêu nhất của mình? Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của anh chị em thì anh chị em có còn hơn thua, anh chị em có còn sân si, anh chị em có còn giữ cái lòng thù hận cay cú với người thân của mình, thì anh chị em có còn quyết liệt gom góp thu giữ cất giữ tiền bạc của cái cho riêng mình nữa không? Nếu hôm nay Chúa tái lâm thì những gì cần làm cho người thân của mình quý vị đã làm chưa? Những gì có thể làm hãy làm đi.